Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bôi thoa retinol đều đặn? Có rất là nhiều các vấn đề có thể xảy ra như là mụn này, như là đỏ này, rát này, bong chóc này, kích ứng này, thậm chí là da sạm hơn rất là nhiều, thậm chí là chẳng hề có kết quả gì cả. Và trong những cái số trên này có những cái nó xảy ra là điều bình thường và có những cái đó chính là điều bất thường. Vậy chúng ta hãy cùng xem khi chúng ta bôi thoa retinol đều đặn, chúng ta sẽ gặp những vấn đề gì và chúng ta sẽ xử lý như thế nào nha. Đầu tiên này, đó chính là da các bạn bị bong chóc. Nhiều bạn nghĩ rằng là bôi retinol thì phải bong chóc da mới đẹp đúng không? Nhưng thực tế này, bong chóc là một phản ứng phụ của sản phẩm. Và bong chóc xảy ra khi làn da của chúng ta bị quá tải, tức là dùng nồng độ cao quá này, dùng tần suất nhiều quá này, hoặc làn da của chúng ta bị thiếu ẩm. Vậy thì để giảm thiểu tình trạng bong chóc này chỉ cần cấp ẩm đủ cho làn da thôi, giảm tần suất xuống và có thể giảm nồng độ xuống. Và các bạn nghĩ xem, nếu chúng ta bôi thoa nhé, da chúng ta vừa đẹp hơn này và không gặp tình trạng bong chóc thì đó tốt hơn rất là nhiều đúng không? Thứ hai, da của bạn sẽ bị sạm hơn. Đây có thể là điều xảy ra chiếm đến khoảng tầm 50-60% chị em chúng ta khi bôi thoa retinol. Lý do lớn nhất là bởi vì retinol khiến da chúng ta tăng tốc đổi mới tế bào và chúng khiến chúng ta vô cùng nhạy cảm khi tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời. Đó vì vậy khi mà bôi thoa chúng ta sẽ thường bị sạm đi. Thì có hai cách để xử lý vấn đề này. Đầu tiên là hãy kiểm tra lại kem chống nắng, bởi vì da chúng ta nhạy cảm hơn thì sẽ cần bảo vệ nhiều hơn. Và nếu như kem chống nắng của bạn mà không có đủ chỉ số bảo vệ, không có đủ lượng bôi thì chắc chắn rằng là da của bạn sẽ sạm hơn rất là nhiều. Và trường hợp thứ hai này, nếu mà sạm quá thì có thể là tạm hạ tần suất, tạm hạ cái nồng độ xuống để da chúng ta đỡ gặp tình trạng bị quá tải. Điều thứ ba là nhiều bạn than vãn rằng dùng không hề thấy kết quả gì cả, không có căng bóng này, không có mịn này, cũng chẳng tăng sinh collagen. Các bạn biết không, retinol thì nó là thần dược của làn da. Tuy nhiên ấy, để có tác dụng ở trên làn da, chúng ta phải dùng tối thiểu là 6 tháng thì bắt đầu mới thấy có tác dụng. Và điều chúng ta bôi thoa retinol không phải là thấy tác dụng ngay, mà sau khoảng tầm 3 năm đến 5 năm sau, làn da của bạn sẽ thấy rằng là trẻ hơn so với độ tuổi thật rất là nhiều. Đó, do vậy một cái phác đồ chúng ta bôi thoa retinol để xử lý các vấn đề trên làn da thì tối thiểu là 6 tháng sẽ bắt đầu thấy có sự hiệu quả. Cho nên các bạn phải kiên trì sử dụng nha. Tiếp theo, các bạn sẽ thấy rằng tình trạng mụn của mình nó giảm hơn, da giảm sần hơn, có thể hỗ trợ tình trạng mụn ẩn. Tất nhiên là retinol có thể hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị mụn, thế nhưng mà chỉ là tình trạng mụn vừa phải thôi, hoặc là da hơi sần một chút thôi, vì chúng hỗ trợ là tăng tốc đổi mới tế bào, loại bỏ các tế bào già cỗi. Thế nhưng mà nếu bạn gặp tình trạng mà mụn nhiều này mà chúng ta đem retinol ra để điều trị mụn ấy, thì có thể khiến tình trạng mụn của bạn bùng phát nhiều hơn. Và ngoài ra một lưu ý nữa này, đó chính là về cái kết cấu của sản phẩm nhé. Rất nhiều bạn bôi thoa retinol bị nổi mụn nhiều hơn thì cũng không phải là do chúng ta dùng tần suất nhiều hay là cái nồng độ quá cao, mà nguyên nhân chính là do kết cấu sản phẩm kết cấu dạng cream này hay có oil này, chúng sẽ khiến bít tắc cái lỗ chân lông, gây bít tắc và từ đó khiến tình trạng mụn của bạn có thể nặng nề hơn. Rồi, vậy chúng ta đã biết rằng là những điều gì có thể xảy ra khi các bạn bôi thoa retinol. Vậy bạn thường xuyên gặp những điều nào ở phía trên, có thể comment ở phía dưới. Và có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy chia sẻ, Hương có thể giải đáp cùng với bạn nha.